bao nhiêu. Và vừa rồi cũng có một số anh em sang hỏi Trương nhưng Trương cũng không bán mà cố gắng giữ lại. Trương nghĩ là khoảng 1-2 năm nữa sẽ không có nhiều cơ hội nữa trên thị trường. Và lúc bấy giờ thì kể cả bán làm hoa cũng có giá trị. Đi đến chụp xong được không? Đi chụp, ngắm đi. Đi đi, chụp sau quan trọng. Đây cũng là một chậu của họ này. Nếu tứ nhân giống mà chăm nuôi như thế này, một người chơi gần như là rất là thuần quý. Rất là đẹp. Mời tất cả nhà nắm, người đẹp cực kỳ. Đang lên. Hả? Đang lên thì dựng lên đây. Anh dựng cao cao lên, đừng có cao lên. Cao lên không? Cao 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 lên, cho cao lên không? Buộc cao lên không? Em đang làm đi. Bây giờ này nó hút này. Em dựng lên nó mới đẹp. Được, được, được. Khu vực này có một đặc điểm rất là ưu đãi. Ý dựng lên thì dựng sao? Khu vực này là khu vực gần sông Hồng. Quay lại chim. Gần sông Lô. Dựng lên hãng lai chim. Đây này. Chỗ đẹp nhất là chỗ này. Được, 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 được. Sông... chào tất cả nhà nhá. Ôi thôi, đang chim mà gì vội. Đang live stream mà đang chim mà gì vội. À, đang quay ấy, đang quay. Trời. Nói hay. Đâu bây giờ phải bỏ cái này đi. Đây, bỏ cái này đi. Chu vào đây. Đây cũng là một cái cây đàn bình thường, cây hoa. Tôi đang ngồi dưỡng lũ rồi người này. Chán thế. Từ từ. Chán thế chị. Sao sao cứ bình tĩnh. Đấy, gác lên gác tạm. Cứ quay tập trung vào máy ảnh đi rồi. Có phải như xuống hay là cứ để thế. Thực sự là như thế này. Dựng nữa đi, có dựng nữa nó nhìn nó đi. Có dựng nữa đi. Cả nữa đi, được, nữa đi. Đấy nữa đi. Nữa đi, nữa đi đẹp lắm. Nữa đi. Ra cho thẳng nó đi. Cũng cảm nhận em cứ cho thẳng đi. Trong thời gian này kia một tí nữa. Rồi. Ôi nó xấu. Của anh em không bao giờ tắt được. Đấy là cái điều thực sự là như vậy. Còn chào mọi người đi. Anh em mà đầu tư theo kiểu chấp nhoáng họ không đam mê thực sự. Họ cố gắng vào sẽ sao đó, sẽ sao. Để đánh nhanh, đánh nhanh. Chào tất cả mọi người nhé. Người thắng nói này còn nắng đẹp lắm, nắng đẹp lắm nhỉ, rất là đẹp luôn. Sau đó là cái nhà tư tưởng nọ kia, nhà nhìn rõ thì điều đó là cái điều mà thề thì luôn này. Tôi nghĩ rằng là rồi nhà nhìn thề cũng thêm phiền. Chào rời là điều đương nhiên, bởi vì kể cả thắng thì họ cũng sẽ rời. Thế nhưng mà những người đam mê thật sự như đến tận ngắm ngắm gần đúng phiền và rất nhiều người khác nữa sẽ không bao giờ tắt được tiền. Đến trọng người đẹp của tên và rất là phê luôn. Cây lan thì ở trên bầu rừng với điều đồng kiện tự nhiên hành gốc đấy thì nó mới sống được. Có và khi mà chúng ta đưa vào nhé. Trong những cái vườn lan như thế này thì chúng ta phải tạo môi trường thật là tốt, chăm sóc thật tốt và luôn luôn chăm sóc nó giống như một con chim. Khi mà chúng ta cho vào trong lồng thì đương nhiên là sau nếu không chăm sóc thì chắc chắn sẽ chết. Cho nên là Trương tin là hiện nay rất là nhiều người không nhân giống nữa rồi và một số nhà vườn sẽ bỏ thì số lượng lan rất là đẹp luôn. Kể cả những cây quốc dân và kể cả những cái cây mà rất là đẹp. Phân lá hoa đẹp theo 17 người nhá. Sẽ không có số lượng nhiều nữa và đương nhiên không có số lượng nhiều thì những ai là người sở hữu, những ai là người quá chăm sóc anh em được chia sẻ đi, chia sẻ đông người xem này lan tỏa được. Hoặc anh chia sẻ lên lan tỏa đi. Còn là một chậu thân lá đẹp thì nó cũng có giá trị và đặc biệt cái thời điểm này thì công ty này, tôi vẫn thấy là mọi người sưu tầm cũng rất là nhiều. Bắt công ty này. Tuy nhiên là do anh em cái tiền chung dòng tiền thấp nhưng mà khi mà chúng ta nhân giống được thì đến lúc mà thị trường kinh tế chung tốt lên thì người chơi đông lên thì lúc đấy là chúng ta sẽ gặt hái thành quả. Nhà ơi sao tối nhà như thế xinh nét này là rõ ràng. Bước hải xem đấy là anh em đây không tối tự nhiên sập sập như tối. Nguyễn Ngọc Sơn chào nhà ngắm đi công ty. Chào Trần Minh Quang, chào Trọng Huynh, chào Ngọc Lan, chào chị Nguyễn Thị Phượng, chào Trai Phạm, chào Kỳ anh Trần, Minh. Chào anh em, anh em chia sẻ. Cảm ơn tất cả mọi người. Rất là phê luôn. Rất là phê. Đẹp đây nha, cho chính quay đi. Đây là hai nhân vật. Đây là anh Vũ Thành Hải. Đây anh Trung Đạo Trần. Chào tất cả. Biết rồi. Chào tất cả anh em bên Bình Dương nhé. Anh Thọ là người ở Hà Nội mà lặn lội đường xa tới tận đây theo cái tình yêu với gọi của người đẹp không tên sản phẩm mà Trương xin phép chắc là tí nữa mới qua mới nói rõ về nó nhưng mà
nói qua là đây là một cái tác phẩm mà chính Trương không đã giao lưu đã chia sẻ cho vườn vẫn không vươn năm để coi em ngắm nhận trạng 28 người một tác phẩm nhà chia sẻ chúng họ đi 32 bông hoa không vươn năm vẫn hoa tự nhiên phê người đẹp không tên này chưa bao giờ kỷ lục nguồn kỷ lục kể cả lan rẻ này không ai cứ để những cái trọng không tên dài đâu 456 kể thời điểm này lan nó giá kia là chủ vườn lan là chú Văn Hải Hải ơi chú sang bên nói chuyện với à, chú Hải đây là chủ nhân vườn lan rồi nó chặt vâng đây dừng tạm dừng livestream đi kệ chú đang live chú đang dừng chú sang bên này được sang đây chú mang máy này cho bác Hải bác quay cho chú mang máy cho bác Hải bác quay đang quay đúng không đang quay livestream à đấy quá phê luôn cả nhà nhé chào 35 người ạ quá đẹp chào tất cả mọi người trên đất nước Việt Nam nhá vâng cháu xin phép nói chuyện với chú ý bởi vì đây là lần đầu tiên mà cháu sang vườn lan thăm vườn lan chú theo lời mời cũng như là theo cái tiếng gọi tình yêu hoa lan của bông người đẹp không tên mọi người ạ đây là một cái chậu lan mà chị Trương nhắc lại là đã giao lưu với chú Hải và chú Thăng cái đẹp tên này thật sự luôn chúng họ cảm ơn cả nhà nhá tôi nói thật sự luôn cả nhà giờ phút này nhá lan nó rẻ này tôi đố chẳng có ông nào mà để một cái chậu lan nó đẹp như này được chậu lan nó đẳng cấp như này được chậu không tìm nó nở như này nào cả nhà anh em ơi chưa nói lúc lan đắt nhá lúc lan như này rẻ luôn nhưng bây giờ anh em có để lần này anh em nào có những chậu không tìm để như này chưa mình cầm súng bảo vệ tổ quốc hoàn thành nhiệm vụ về thì mình một làn gió nào đưa để đến rất là phê luôn bông hoa lan rất đẹp và rất là phê chúng tôi cảm ơn tất cả nhà nha mình là đam mê nên mình sang tháng 9 là đặt lú non từ 2021 nên mình mong muốn để làm sao được những cái giò hoa lan to đẹp và để mà thưởng thức người ta và vui trên lan quát chi trà nó thực sự các bạn hoa là thơm anh em mình ở gần chủ tịch nhà nước đến là mình tặng luôn giò lan này đúng rồi với lý do là nó thơm đấy những người tổng thống để phải biết là một người dân để chăm sóc những giò lan thơm để ngào ngạt như một người phụ nữ cảm thấy là như ngày xưa mình còn trẻ mình đạp xe đạp đi theo để đuổi để xong lại quay trở về một hai chục cây số là chuyện bình thường cảm thấy sự rất là đam mê nên mình chăm sóc em nó đến hôm nay mình tọa nguyện đấy, nói thực sự với các bạn đấy mình rất là đam mê còn tất cả về kinh tế thì nói thực sự ra thì ai cũng rất buốt nhưng mà phải nói sự đam mê của mình lúc nào cũng là để chăm sóc giò lan để ngắm hoa nói thực sự là các chia bạn sẻ đấy, cả nhà chia sẻ đến ngắm không tên nhá chậu người đẹp không tên quá đẳng cấp luôn cả nhà một khi mà đã kết màu khi mà đã máu được hỏi bố cháu ở đâu và cảm thấy nhìn nó long lanh ánh mướt lắm các bạn ạ phải nói là hàng đẳng cấp để mình hàng này hàng mình là chăm tự nhiên để phát hiện ra những cái loài một khi mà đã máu đừng hỏi bố cháu là ai cả nhà chia sẻ đi một khi mà đã máu rồi đừng hỏi bố cháu là ai nhé riêng cây lan này nó sẽ phải là kinh tế mà nó ổn định vững tin thì cây lan nó sẽ quay trở lại anh em nhé rất thơm và bông còn rất nhiều người đam mê kỹ khủng luôn này toàn những người cả mới cả cũ này rất nhiều người thật sự luôn rất thích hoa lan luôn đấy càng cạ để mua nữa trên toàn đất nước qua là phê, em chia sẻ đấy. Mình chúc mọi người chăm lan đẹp để thưởng thức đi để ngắm đưa được ngắm tác phẩm hoa lan thứ nhất là mình tuổi xế chiều rồi là mình chăm là mình không đi đâu cả không cờ bạc không đinh tinh không gái gú ở nhà chăm lan à đấy giữ gìn sức khỏe rất là tận lòng nghĩ là tuổi thì mọi người xế chiều rất là tận lòng nhá rồi xin chào mọi người cảm ơn chú Văn Hải vừa có những lời vừa chia sẻ vừa động viên và đó, cái điều mà chị Trương thấy được rằng là một cái tình yêu hoa lan vô cùng đẹp quá đẹp luôn chào tất cả mọi người nha chào các bên Facebook ảnh nha anh đang là chim à vâng cảm ơn chào tất cả mọi người nha đây vâng rất đẹp bạn chơi lan chưa em là con của bố. Con bố rất đẹp luôn nhỉ. Phê thật. Cả nhà chia sẻ đi. Cả nhà chia sẻ đi. Mọi người nhìn xem những tác phẩm nhà ơi. Nhà lắm trong trường. Người đẹp không tên này. Phê kỹ cụm luôn nhỉ. Thật sự luôn là một phê. Một phê một cách dã man luôn nhỉ. Cả nhà chia sẻ chúng Thọ đi ạ. Cả nhà chia sẻ đi ạ. Để lan tỏa đam mê. Cả nhà chia sẻ lan tỏa đam mê. Cái gì mầm gốc này. Bộ mầm gốc quá là đẹp luôn. Bộ mầm gốc.
Thế nhưng mà chúng ta đã làm tốt được cái chuyên tâm. À, cái này vẫn nhiều người mà. Rất nhiều luôn. Ok nhà nhé. Đã nuôi dưỡng tốt chưa? Và đã có cái chiều sâu. Thấy người đẹp không tên được đôi mắt. Người đẹp không tên. Với chị Trương thì nghĩ rằng là để tất cả nhà thành công hay thất bại thì được một doanh nghiệp thì ít nhất cũng phải 5-7 năm. Và trong khi anh em chúng ta đầu tư cái lúc mà cao điểm thật nhanh, thật mạnh và dùng hết cái tiềm năng của mình, sau đó đặt ra một cái bài toán là rất nhanh là sau đó để thu hồi. Mà khi mà không được thì sinh ra là nói những cái điều mà tiêu cực trong xã hội. Nhưng mà với Hoa Lan thì nó là một cái mà vẻ đẹp thuần khiết vô cùng đẹp mà chúng tôi đã có từ rất lâu. Và cái này ai nấu nấu kia điều mà dạ, nấu nấu rất nhiều người đẹp như thế này, đẹp như thế kia, nấu 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 gì không được rồi. Sang đây, không phải tự nhiên, quá đẹp luôn. Sang cái này đứng đây, đứng giò hoa. ngại cái gì mình chơi lan mình phải ngại. Người đẹp rất là nghiện lan nhưng rất ngại nha, lên hình này cả nhà này, người đẹp này. Anh em nào mà đi lên Tam Đảo mà du lịch nhá thì hãy liên hệ Facebook chị Lan Rừng nhá, anh Lan Rừng nhá. Chị có khách sạn ở trên Tam Đảo. Đấy, chị là rất là mê lan luôn. Đấy, đấy. Chị có khách sạn trên Tam Đảo. Đấy, anh em lên anh em Tam Đảo trên Tây Tam Đảo thì anh em cứ nhắn tin. Đấy, rất là đẹp. Nắng ngày hôm nay một chùm hoa người đẹp không tên nở rực rỡ. Rất là đẹp. Dưới vườn lan của chú Văn Hải. Rất là phê nhá. Mọi người ngắm ạ. Giờ này mà để một tác phẩm này quá đẳng cấp luôn. Mũi trắng tinh. Em ơi. Dạ. Đấy chụp. Đây là bạn. Đứng vào đây. Cái nhà chia sẻ đi. Cả nhà chia sẻ đi. Rất là đẹp. Bông hoa có bông nở rồi và có bông chưa nở. Có bông đang trúng chím ở dưới này này mọi người ạ. Nhìn rất yêu phải không ạ? Mọi người hãy chia sẻ livestream này để cho rất nhiều anh em yêu lan và những người chưa kể là chưa yêu hoa lan để ngắm nhìn vẻ đẹp. Chào Đặng Thu Hằng nhá. Bông chào xin lỗi lan. Chào Ngô nhá. Mọi người chia sẻ đẹp không tên. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sang người live bên này. Đây mình sang bên này mình live nhá cả nhà nhá. Mình sẽ livestream bên này cho cả nhà ngắm. Rất là phê luôn cả nhà. Thật sự luôn cả nhà chia sẻ nhá. Rất là đẹp luôn cả nhà. Phê đã mát luôn anh em ạ, thật sự là ngất ngây luôn. Tôi thấy ngất ngây luôn cả nhà, ngắm được tiếp cái phê, những người nhận làm nó khác. Cả nhà em vào giúp ra nha. Những người cô người mẫu mà tặng sáng mọi người các bạn chia sẻ cho mình như thế này. Ở xung quanh thì rất nhiều gần như là những người anh chị em chú ở chú chủ nhà nhá. Đấy thì thực sự mẹ nói là không vứt rời nó. Người chơi cứ đưa cái tiền bây giờ đặt tiền cho em nó đi. Đẹp lắm, tiền chị người đấy. Ờ chú Hải ơi. Có phải là đúng là giống như là bông quay bên nọ bông quay bên kia giống như là những người mẫu đang tạo dáng. Tiền đẹp không? Đang quay sắc tạo dáng. Đẹp không anh em? Tê lòi. Ui giời. Ôi, nó phê ơi. Phê lắm anh em ạ. Nếu mà chủ tịch kia nước mà gần đây nè. Người đẹp kia mình tặng 100 lần nữa nha. Người đẹp kia không dám lên thầy mình ạ. Mình không tặng ấy đâu. Chủ khách tặng trên nhà nghỉ tất cả. Trong về mình chăm sóc đấy. Trong về mình chăm sóc đấy. Rất là phê nhỉ. Đấy, ý định gì đây là vườn lan ở tầng 2. Thế nhưng mà người bước chân đến bắt đầu lên cầu thang là đã ngửi thấy mùi. Sàn hoa thơm phức. Không ai muốn rời tặng lan cả. À thì nếu mà lên đem Tam Đảo đi. Làm quả thêm tí lên chơi cả nhà mình chơi được cái gì ạ? Chưa không muốn nói nhiều nữa để cho mọi người, dành cho mọi người để ngắm những cái chùm hoa đẹp này ạ. Và đây là một điều rất là hiếm. Và trước đây thì chúng ta cùng lắm là ngắm được một vài bông. Nhưng mà để một bông cả một chùm hoa tự nhiên. Anh ơi! Đây là hoa tự nhiên 100%. Anh mở tiếng bé bé một chút. Nó không nó lưu vọng này này. Chú Dung á! Tiếng của chú bé bé chú. Mở tiếng bé mình nghe ngoài anh em mình nói được rồi. Ê chú Thăng ơi, chú vào đây. Ê chú Thăng ơi. Đây. Đây chú đứng đây. Giới thiệu mọi người, đây là chú Thăng. Rất là phê luôn. Chính là người mà trực tiếp sang đặt lúa non và lấy cây này về. Đẹp vậy. Thì chú là người đồng sở hữu cái cây người đẹp không tên này. Và ngày hôm nay thì nó là hoa. Nguyễn Đức Anh xin chào. Trong thời gian vừa rồi thì cũng có rất nhiều những kỷ niệm thăng trầm đặc biệt với sức khỏe. Thế nhưng mà
đúng ra là bình thường là chú không lên đây tiếp, nhưng mà một giò hoa lan nở đẹp như này, một đứa con tinh thần như thế này quay sắt, thì hôm nay chú đã dành tất cả cái tình cảm mà lên đây để giao lưu với chị Trương cũng như anh em, thì chú mong muốn nói một vài điều về cái niềm đam mê cũng như là vẻ đẹp của người đẹp Phương Tiên ngày hôm nay. Xin chào tất cả anh em yêu lan trên cả nước. Chú đang hồi hộp. Chú nói đi, chú cứ nói tự nhiên vào máy chính đi. Này thì là chú đã chơi từ lâu chưa? Chú đang rất hồi hộp. Chơi từ năm 2020. Vâng ạ. Chú rất là hồi hộp. Chú cứ nói đi ạ. Ở một vườn lan ở bên kia là chú cũng có một vườn lan cho thấy rất là đẹp. Nhưng mà trong thời gian vừa rồi là đặt cả cây này nữa là chú sưu tầm rất là nhiều, nhưng mà đấy, thời gian anh em nhiều lan nó đơn quý như này là nhiều, do sự cố về sức khỏe cho nên là cũng chăm được, nhưng mà hôm nay chú thấy là bông hoa này có xứng đáng với những gì vâng, mà dầm đẹp vậy. Cái tình cảm mà chú dành cho nó từ trước mà đặc biệt là đẹp là đẹp sang sưu tầm cái giống bên cháu không ạ? Thật là tuyệt vời. Nói chung là cây người đẹp Phương Tiên thì nó một trong những mặt hoa đẹp. Mình đánh giá là một mặt hoa đặc cấp. Mình cũng chơi nhiều loại, thế nhưng mà riêng người đẹp Phương Tiên thì vâng, đó là một mặt hoa rất đặc cấp mà mình rất thích. Nó độc đáo ạ. Thực sự bây giờ anh em nhìn đẹp không? Mọi người chẳng qua là lúc này giá trị nó không cao so với ngày trước, nhưng ngày trước người ta đã đánh giá là bông người đẹp Phương Tiên là bông những bông mà có thể nói nó rất là độc đáo trong đôi mắt của nó. Nhưng bây giờ là thị trường, bây giờ giá cây thấp thì như để một chùm hoa. Chú luôn mạnh khỏe để tiếp tục đam mê của anh em đó. Để một dây hoa mà nở như này, bây giờ anh em để một dây hoa nở này cũng mất mấy chục triệu, không phải đơn giản đâu nhá. Mấy chục triệu đấy, không đơn giản đâu. Mấy chục triệu đấy, không phải ít tiền đâu nhá, có ai dám để được không? Xác định để cho nó đúng rồi. Một dây hoa là mấy chục triệu đấy, không phải đơn giản đâu anh em nhé. Cảm ơn anh em đừng bỏ ít tiền. Đúng rồi. 500 anh chị em đang theo dõi live stream. Một dây hoa là không phải đơn giản ở nhà nhá, mấy chục triệu đấy. Đấy. Cái chùm mấy chục triệu bây giờ là một vấn đề đấy. Cành lan này thì em nhé, có chiều dài là rất là phê này, mọi người ngắm này, khoảng tầm mét rưỡi. Cây rưỡi, cây đẹp thật, cây này quá đẹp, đây, quá đẹp luôn, cây đẹp Phương Tiên. Đây là cây 52 chú nhỉ? 52. 52 sang 53. Năm nay là 53, chuẩn bị 53. Năm nay 2 mầm gốc là 53. Vâng, cái mầm gốc là 53. Đúng là nếu mà có một cái đẹp đấy, 2 mầm gốc phê lò luôn. Triển lãm hoặc là có thi nào thì đúng mầm này chắc chắn là đẳng cấp luôn. Sẽ là giải là chắc chắn rồi. Phê lắm anh em ạ. Thực sự rất là đẹp. Mọi người nhìn cái vẻ đẹp có thể nói là sự kỳ diệu của thiên nhiên đã sinh ra những bông hoa đẹp như này. Và do ngày trước thì nó hiếm nó ít thì giá trị của nó cao là đúng rồi. Nên là 15 này tàn hết hoa rồi đúng không nhỉ? Khi này thì là điều kiện rất là lớn để cho những anh em chúng ta có thể sưu tầm những bông hoa đẹp mà không quá nhiều ảnh hưởng đến kinh tế nữa rồi. Không thở hết thì sự phê kìa. Chào bốn ba rất là thơm mọi người. Rất là đẹp luôn. Mọi người phát biểu cảm nhận của mình khi mà ngắm nhìn anh em nhé. Một dây hoa như này ạ. Rất là phê luôn cho thằng này chưa, ngắm mê mẩn chưa có. Mê mẩn không tên. Mê mẩn luôn. Mê mẩn. Cũng rất mong trong thời gian tới anh chị em chúng ta hãy để ra nhiều những tác phẩm hoa này để cho lan tỏa cho rất nhiều anh em bên ngoài. Quá đẳng cấp luôn. Và chính chúng ta được ngắm nhìn những bông hoa này, và khi có những bông hoa này nở ra thì anh em chúng ta sẽ gọi nhau để giao lưu, để được ngắm và để chia sẻ. Quá mê mẩn luôn. Thì tình yêu hoa lan sẽ trở thành một món ăn tinh thần chung của cộng đồng, thậm chí là của người Việt, không chỉ riêng hoa của những người bông hoa lan này nữa. Đẹp, và đẹp một cách gì mê mẩn rồi. Mê mẩn đấy nhá. Và những người thật sự là mê mẩn. Quá mê mẩn. Nó sẽ trở thành một cái thú chơi văn hóa của người Việt và phải xây dựng văn hóa trong chơi lan thì chắc chắn là một con đường bền vững sẽ mở ra với thị trường hoa lan. Khi giá trị thấp xuống, khi mà lúc này những người đam mê thực sự sẽ cùng tất cả anh em khác để xây dựng cái nền tảng vững chắc của thị trường. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Nước mũi luôn. Anh em thấy đẹp không? Không biết là bao nhiêu phút rồi. Đẹp một cách dã man luôn. Cảm ơn hơn 400 người vẫn nha, lại live stream để nha. Theo dõi mọi người hãy chia sẻ và xem những cái bông hoa lan đẹp đẳng cấp luôn. Thời điểm này mà một chủ nhân, một chủ vườn mà để một cái dây hoa này là quá đẳng cấp. Cả nước Việt Nam chắc là chưa ai để. Cái thời điểm lan đang giá đang rẻ này.
chứng tỏ là anh em vẫn nhân giống để làm giống ra đúng không? Chứng tỏ là anh em vẫn nhân giống. Chưa chứng tỏ là chưa có nhiều giống anh ạ. À, bác chú ạ. Chưa nhiều giống, vẫn làm sao ai dám để cả một dây hoa. Anh tuổi xế chiều rồi. Ừ. Khoái rồi cái đúng đó. Rồi. Không ai dám để một cái chùm hoa để này cả thời điểm này. Tôi khẳng định luôn. Từ trước này khi lan giá thành bây giờ nó rất là hấp dẫn. Đẹp. Ôi thơm quá nhỉ. Thật bông ấy. Thơm nhất. Ôi giời nó đẳng cấp. Quá đẳng cấp luôn, đẹp. Thực sự luôn đẹp. Thơm cái con này. Bây giờ mới được ngắm trực tiếp một dàn hoa như này. Con này muốn bỏ đi phải nó đốt. Bây giờ mới được ngắm một dàn hoa, chị gái xinh đẹp ạ. Chị gái ơi, bây giờ em mới ngắm một dàn hoa đẹp như này. Đây đây, em quay chị chính thôi. Em quay chị. Chị là một chủ khách sạn nha. Ở trên Tam Đảo. Rất là đẹp. Đẹp lắm anh em ạ. Phề lòi nước mắt luôn. Thơm. Thì hấp dẫn người thơm đấy. Trắng nuốt kìa nhỉ. Trắng nuốt. Lại ơi. Dòng này nó thơm mất rồi. Thơm. Chôm cho em kiểu ảnh ơi. Đứng ra xa kia em chụp đang này. Đứng ra xa bên kia. Kiểu em đang nhìn này. Ở đằng ngoài anh chụp đấy. Ở giai đoạn trước thì rất nhiều những bông hoa mà anh Tạc ơi. Em đang ngắm hoa uống rượu này. Đây. Bây giờ đây chụp cho em kiểu ảnh nhé. Anh chụp bên chụp bên. Tí chụp với em chụp đúng không? Bắt là nét. Chụp cái chụp bố này. Ờ, chụp. Thưa bố với ảnh nhé. Hả? Chụp hai chú chứ. Vâng, chú hai chú đứng vào chụp. Rồi. Em chụp cho hai người đi. Thì nó đẹp hơn. Đấy, thế. Thì nó mới là phê thật. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn, đẹp kinh khủng luôn. Đẹp cánh dạ màn luôn. Đẹp. Lý Văn Phùng đẹp lắm. Đấy, đấy, bao quà nữa. Đấy. Đẹp lắm. Tí nữa mấy anh em chụp kiểu ảnh. Ờ, tí xuống kia chụp. Mang mặc xuống rồi, chạy xuống. Em chụp mình sang Bắc lại chụp mình. Anh chụp đi, chụp xa xa cho em ngay. Nè, đứng chỗ này ra chụp cho em đang đứng đây này. Cái cảnh này đẹp này. Đứng gần lại tôi này. Anh chụp đi, chụp đi. Em đang ở bên Vĩnh Phúc anh ạ. Rất là đẹp. Chụp các kiểu bằng cho em nhiều. Đấy, chụp nhiều vào. Đây là cây hát hô. Rất là đẹp. Chỗ này thì hôm nay để hoa rất đẹp. Rất là phê anh ạ. Ok anh em nhé. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Đấy, rất là phê một công ty này. Đấy, cái nhà thì công ty đẹp không? Phê chưa? Nào anh em ngắm nữa không? Nào ngắm nữa không thì chúng tôi xuống like nhé. Ngắm nữa không ạ? Anh em ngắm nữa tiếp tục không? Rất là phê một công ty này. Người đẹp công ty rất là phê này. Đấy, anh em chia sẻ đi để cùng ngắm nào. Nếu mà anh em không ngắm thì cứ gọi xuống ai. Ok cả nhà nhá. 11:24, cảm ơn cả nhà. Rất là phê luôn. Đây là đây hai chủ nhân này. Đấy, bác này, đấy hai chủ nhân đấy, người đẹp không tin đấy. Bây giờ cả nhà thấy yêu không ạ? Ok cả nhà nhá, người đẹp không tin này, nhà này. Trực tiếp luôn, phê lòi luôn nha nhé. Yeah. Ok, thanh có chụp kỷ niệm nha. Chúng ta sẽ kia. Ok mọi người nhé. Đẹp lắm anh em ạ. Nước mắt luôn, ok Hùng Phương Minh nhá. Cảm ơn Hùng Minh. Đây là đam mê thật sự luôn, không nói gì về kinh tế. Đây là thực sự đam mê. Các bạn là ngắm ra quần bông nhá. Đẹp này, thời điểm này để rơi kinh tế này rất là phê anh em ạ. Nó quá không ngờ luôn, ok mọi người nhé. Ok mọi người nhé, mình chơi thực phúc tự nhiên nhé. Treo lên. Trời nhé. Tí nữa cho nó vào, chú ơi cho treo. Ok mọi người nhé. Cây nhà chú đây, chú chăm là kiểu gì mà không một cái nào thối ngọn này. Chú chăm rất đợi nhé, này vườn này không biết một cây nào thối ngọn anh em ạ. Mà cây mà mọ đi mở và pha luôn nhé. Chăm phê thật. Vườn chú này quá đẹp luôn. Nguyên hai đấy. Chậu nguyên hai chú. Chú chăm cây đẹp thật đấy. Này cả nhà, chú chăm cây đẹp lắm cả nhà. Cây rất là phê luôn cả nhà. Sai hoa quá đi. Ok Phạm Minh nhá. Chào 21 người. Rồi. Rất là phê luôn. Rất là đẹp. Rất là đẹp anh em nhá. Rất là phê luôn. Chú Thọ cảm ơn tất cả mọi người nhá. Đẹp lắm anh em ạ. 20 triệu một cái hoa hồng. Rất là phê luôn anh em. Rất là phê luôn. Mẹ gọi. Thích hơn hoa hồng. Đấy xuôi rồi, tí nữa. 18 đến 10 triệu.
triệu đi tác phẩm hoa hồng trái tim này. Rất tiền nhưng mà mấy tháng mới giao hoa một lần. Chưa Trung ơi. Lập phê. Bây giờ kiểu nói chung là rất mê lạc. Rất lập phê nhỉ. Thật sự nó đẹp anh em. Nó đẹp cái rất man luôn. Vừa chia sẻ thì đây là một cái câu chuyện mà là đam mê thực sự. Thậm chí là của những người mà phụ nữ thường hay là chú tưới cả bia nữa, mình uống bia để cho nó cả bia tốt, bia có khát nước không hay là bia cứ thế được hả? Bia chú có phải khát nước không? Tôi xin chào mọi người nha, mình sẽ đẹp hoa lan, ví dụ như mình chăm sóc mà mình cứ mặc quần áo đẹp được à, mình cũng cưới lan được quá đẹp rồi nhỉ chú ơi. Chú bia chú có phải khát nước không? Ôi, nó tưới ai thì tưới bia. Vân mặc váy đẹp, Vân chăm lan, Vân làm đẹp. Thế sao mặc cả bia nữa? Hoa hồng là phải đi phun đất. Biết là thân này rồi. Đúng rồi. Thế cháu có phục chú đấy. Mà tất cả mọi chú cũng không nhận là mình thối lắm. Siêu vật. Em cũng hay là khi mà nói thì không thể nói được ý này mà tại sao mà à thứ mũi là nguyên nhân, thứ mũi là đốt là thối lõa là thế á, quá đẹp luôn, thơm lắm, thế à, rất là đẹp luôn anh ạ, đẹp không tên này, chị bây giờ quần nào cái giỏ nào cũng thành tác phẩm hết luôn, đẹp không tên quá đẹp, hoa là ngắm đã sướng đấy, à chính còn mũi nó đốt là nguyên nhân thối, một thối luôn vậy à, không hiểu nguyên nhân, thế á, cái mũi thung mũi thì nó chết tất cái nọ cái kia. Chết tất như con dệt con nọ con kia. Thuốc mũi mà cái bình phụt phụt đấy á? Không, thuốc mũi ấy nó bán ấy. Thuốc mũi ấy... chú phải bán cho cháu phát ra... chú bảo cháu phát. Ok anh Liễu nhé. Để gắp lên, gắp bỏ trong thùng này. Đâu ạ? Quá đẹp luôn mà nó thơm. Đâu chú bảo chú bảo cho phát. Cái đẹp không tên đây kìa. Không phải tự nhiên mà. Cái đẹp không tên đang bay này. Thấy không? Cái đẹp không tên đó. Đúng là mắt nha anh em ạ. Cảnh rất là đẹp rồi, cảnh nó rất là phê như trắng nha. Đấy. Rất là nhiều tuyết này. Đấy, mắt nó rất là xước, xước rất đẹp luôn. Xước rất đẹp rồi nhỉ. Vườn ở trên Vĩnh Phúc anh ơi. Vườn trên Vĩnh Phúc anh ạ, rất là phê cả, nhìn đẹp lắm anh ạ, nhìn nó rất cây luôn, nhìn nó rất cây luôn, đẹp lắm ạ, chú, ê, mọi người ạ, đẹp lắm, phê lắm, đẹp lắm anh ạ, cầm với chú cái nhà vừa ăn cơm vừa, vâng, để chú cẩn thận đây, để gieo trời cho, vâng, cái này phê đấy, đấy, phê cho rồi. Mọi người mong muốn có nói nhiều thì giá nó cao đúng rồi, nhưng mà khi này rồi. Nó giá như thế này làm nhiều rất là giá như bây giờ ai cũng chơi cơ hội rất đấy. Nhiều nha đấy. Đẹp đây chú ơi đúng vâng đúng chú cảm ơn đầu này rất là đẹp nhé anh em nhé, người đẹp không kể rất là phê luôn, cho xuống dưới kia ngồi ngắm. Cũng như đâu phải phục chú đấy này, các mầm này ngọn mình chơi để mà ngắm, đồng đội để mà ngắm. Chú ơi, chú chăm cây chú chớp này. Cứ bỏ tay ra cầm cái bỏ cái đèo. Thì nó gãy cái này này. Không gãy được. Cái này nó nặng. Ok ok. Đó. Đó cho chú cầm đi được, đẹp quá. Ôi giời. Ui sủa phê luôn này, phê luôn. Anh em thấy phê không? Chăm cây này. Chăm cây này ngọn này, thấy chưa? Chăm này này. Nhưng được cái là ngọn rất là non nhá. Mà nó lại không phải thối ngọn. Được cái đặc điểm như thế. Chú trực tiếp chú tưới hay là chú Hải chú tưới? Chú Hải ấy. Nhà mình ở bên này. Vâng. Nhưng cháu không phải cháu cảm nhận luôn cái tại sao nó cái ngọn. Chậu nào ngọn không bao giờ việc gì này anh em này. Ok ok ok. Ok ok đúng không? Này anh em này. Này. Này, chăm cây rất đỉnh nha anh em nhé. Chăm cây rất đỉnh này. Chăm cây rất đỉnh nha anh em nhé. Trong cây rất đỉnh nha, mà không bị thối với ngọn nào luôn. Mình phục thật. Chậu Phú Thọ là mình. Cái vườn lan này, không cái vườn lan này cũng đẹp thật này. Cái vườn này cũng rất là đẹp nhá. Cái vườn này mới là vườn thuận này. Đây chỉ cần như này. Bé từ lúc bắt đầu sinh trưởng từ lúc non. Này, treo cây này. Đấy, treo cây này. Cái vườn này mới là vườn trăm đỉnh đấy. Đẹp, rất là đẹp luôn nha.
Công nhận phê thật. Phê lắm anh em ạ. Trăm cây rất đỉnh. Quá tuyệt vời. Ok tuần anh. Vườn chúng trăm cây rất đỉnh luôn nhé. Này. Không một cái ngọn rất là non nhé. Không như không thối ngọn. Không thối ngọn nha anh em nhé. Này. Ngọn. Chia sẻ rất là ngấy. Này. Phê rồi anh em ạ. Đây. Chào tất cả mọi người nhé. Chơi lan mới. Đó, mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn. Cây rất là đài. Nhìn những cái chậu này. Này. Rất là phê luôn, nhưng không bao giờ thối như ngọn nha anh em nhé. Trầm rất đẹp luôn, đỉnh đẳng cấp luôn anh em ạ. Thật sự luôn là nó quá đẹp luôn. Mời một cả nhà xuống đây để ngắm không tên nhá. Ngắm không tên. Kia bà chị kia là chủ khách sạn ở trên Tam Đảo nhá. Anh em nào mà muốn đi lên Tam Đảo thì hãy liên hệ Facebook của chị Lan Rừng nhá. Facebook của chị Lan Lan Rừng. Chị rất là xinh gái và chị có một khách sạn. Đấy, chị rất là xinh gái này nhỉ. Chị cũng chơi lan nhá. Chị nghiện lan luôn, nghiện cực kỳ luôn đấy. Chị nghiện. Đấy, chị cũng mua của chúng họ. Rất đẹp này. Này, này nhìn này, những chậu này. Này chị Lan ơi. Chị này chị nhìn những cái chậu ấy này. Những chậu Phú Thọ này đẹp không? Này. Này chị nhìn những chậu Phú Thọ hàng trăm này. Mầm gốc không biết là thối nhỉ. Này. Này. Ở một gốc không bao giờ phải thối cái nào luôn, sợ thật. Sợ thật. À. Rất là đẹp luôn. Chào tất cả nhà nhé, cả nhà hãy chia sẻ đi, cả nhà để ngắm người đẹp không tên một giây nhé, ở dưới kia. Rất là phê. Chị nào chơi hoa cũng đẹp, chị nào chơi hoa cũng đẹp. Đấy, có bạn Quang Phạm bảo chị nào chơi hoa đẹp, chị đẹp lắm. Chị nghiện lan lắm, chị cũng chưa thành công với lan đâu. Chị nhiều lắm. Chị chưa thành công với lan đâu, chị vẫn ngắm. Chú thọ may mà lan tiền tỷ mới biết đến lan thì rồi đấy. Đúng rồi mà mới biết được em đấy. Thì em biết cả là thì em mới biết thì em mới biết được chị đấy. Biết lan chứ. Toán chơi những cái dòng hoa. Ví dụ hoa hồng, toán mua những cái dòng kiểu hoa. Nói chung là bây giờ chị yêu lan. Em nói chị nhá, nếu mà không có cây lan em không biết được chị và chị không biết được em, đúng không? Chắc chắn luôn điều tôi có. Nhưng mà rất là may cây lan này gắn kết đến mà chị rất là cũng chưa được thành công về lan, chị cũng thất bại về lan. Nhưng vấn đề là thất bại đó chị sẽ vẫn là vẫn mua để đam mê, chị vẫn mua đam mê. Đấy, đấy chị này cũng mua giống của chúng Thọ rồi. Không biết là cây vừa rồi chị bị lỗi kỹ thuật. Chị lỗi kỹ thuật cho nên là cây chị lấy chị nhìn vừa là chị thấy bác trồng cây rất là đẹp vì phần em này em còn phải thích đấy này Phú Thọ đây em còn thích này chị đâu à, cứ bảo Phú Thọ này đẹp này không chơi chơi gì nhỉ những tác phẩm mà cứ cho 10 thần này nó giàu hoài bây giờ mà bán những trồng Phú Thọ là khối tiền á vẫn nhiều tiền đấy chị không ạ không bán đâu đây này đây là đừng nhập Phú Thọ nhá chị những cái giò này nhá chị này Trung Thọ những cái giò này mà ra hoa nha chị lên bán cho khách du lịch cứ vài triệu luôn. Chưa có mà thật ra mình chưa chăm được để mà bán. Đúng rồi chị ơi này cái bây giờ mà Phú Thọ nhà chú bán hết chú này gối người mua này tiền nhiều phết đấy. Những chậu này nha những chậu Phú Thọ này không phải đơn giản đâu cả nhà nhé, nó cũng phải tiền triệu đấy, nó còn đắt hơn cả Yên Thủy đấy cả nhà nhé. Đắt hơn Yên Thủy à? Đắt hơn Yên Thủy. Về Phú Thọ đắt hơn Yên Thủy. Thế à? Nói thật với. Thật mà một chậu. Cái giò này nha mà chị ra hoa để năm nay mà ra hoa chị mang lên Tam Đảo du lịch. Em nói chị nha, một chậu Yên Thủy như thế này chưa chắc đa bằng cái chậu Phú Thọ. Thế à? Chậu Phú Thọ này đắt hơn chậu Yên Thủy rồi, em khẳng định chị luôn. Đây, Yên Thủy Phú Thọ này. Này Phú Thọ này anh em này. Phú Thọ không đọ đầu đúng không? Trăm cây đỉnh của đỉnh này, tầm huyết như này cơ mà. Ôi giời ơi, mầm gốc này. Nhìn em, các em nhìn em còn ngất đi này. Em đang nhìn em còn phê chị này. Này nhìn một gốc này các anh em này. Này anh Vinh Vũ này còn một nhà ngắm này nhìn này. Đấy toàn Phú Thọ này. Mà hôm nay lên ngắm dây không tên đấy cả nhà ơi đây này. Ôi chầm này chết không ai đọ được thật. Nhưng không phải có tí bia đâu, chú bảo có tí bia đâu. Chú bảo có phải tí bia đâu. Đi nhá, vâng đi. Đi xuống đi. Chú ơi, cháu phải phục ấy, cháu phục chú ấy. Cái chập làn ấy. Chú đừng giấu cháu nha, chú cứ giấu cháu là gì. Giấu tao gì tí bảo kín nha. Tí bảo tí đi xuống. Chưa đúng lúc. Có rượu có bia thì bia. Được rồi, để em đi sang bên này. Đây, đi sang bên này rất là đẹp luôn. Cả nhà xuống ngắm nhá, xong hết pin rồi đấy. Xong hết pin rồi anh em. Sắp hết pin rồi. Đấy mới là điều tuyệt vời mà cái điều này là rất cần. Đây ạ. Rất là phê luôn anh em.
chào cả nhà nhé. Cả nhà xuống ngắm không tên nhé. Rất là phê luôn. Phục đấy, phục trong Phú Thọ. Phú Thọ này nhiều tiền lắm ấy cả nhà. Phú Thọ này rất nhiều tiền nhé, nhiều tiền hơn cả Yên Thủy nhá, cả nhà nhá. Nhiều tiền hơn cả Yên Thủy mẹ Á Hậu. Này, nhưng chọn Phú Thọ. Đắt hơn cả Á Hậu à? Đắt hơn. Đắt hơn cả Phú ấy biết. Ở Phú Thọ này nó đắt mà. Phú Thọ rất là đẹp luôn. Này. Đặc biệt là cây thọ quá đẳng cấp luôn, quá đẹp luôn, đấy cả nhà, quá phê luôn, những người nghiện làm, đắt hơn Á Hậu mà, Á Hậu còn rẻ hơn nữa, Phú Thọ còn đắt hơn cả Yên Thủy nữa, đẹp, đẹp, cây đẹp, Vân Hòa Phú Thọ vẫn đẳng cấp, đẹp, đẹp, chẳng qua nó nhiều giống, chị ngắm mấy, ok chị Hải ơi, đây em xuống em quay chị ngắm nhá, đây chính đang livestream đây, đây em xuống nhà nhá, đi xuống nhà máy sắc pin rồi xuống đây mượn mà sạc để cắm, xuống đây mượn sạc để cắm, ui. Cho cả nhà cùng ngắm nhá. Đây ngắm phong tên nhá. À, chị Hải ơi đây cả nhà mình cùng ngắm phong tên nhá. Chị xem có sạc không, mượn em cái sạc chị. Chị ơi. Chị. Xem có sạc không, mượn em sạc. Sạc iPhone á. À. iPhone. Đâu sạc iPhone của em, iPhone rồi, sạc hết pin rồi. Mày sạc hết pin rồi đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Chậu đâu nhỉ? Chậu phong tên đâu? Đây à? À. Cho cái để nắng, để ra nắng nó đẹp hơn đấy nhỉ. Ồ, cho cái tối lắm, cho cái tối lắm. Cho cái tối lắm. Ừ, từ. Cho nắng đi. Lấy em mượn sạc đi. Chưa được hết đi rồi. Không có sạc đâu. Đây này. Đây để chúng nào lên lấy sân, để sân. Để ra sân. Rồi, nắng anh em quay. Ờ, vô lên luôn. Hả? Còn lâu mới bán, không bán đâu. Có bán không bán đâu. Không bán đấy. Vô đây luôn. Đây này, anh em này, ui dồi ôi đấy. Đây, chú Hải ơi. Đấy chú Hải để nắng á, chú Hải nắng nó mới đẹp, đúng rồi đấy, rồi ôi đẳng cấp này anh em à, không tên gì. Quá đẹp luôn anh em, rồi gọi gì này cho cả nhà mình ngắm nhá, đây cả nhà mình ngắm không tên này, đấy rồi ôi đẹp chưa, đây một giây luôn đấy, một giây không tên luôn. Anh à, cái này treo xuống rồi. Cầm máy cứ cầm xong. Để nó tự nhiên. Treo cao hẳn lên này. Móc vào cái chậu này được. Móc thêm vào cái chậu. Móc thẳng cái chậu luôn. Chị lấy cho em đấy. Không cần. Lấy cho em cái sạc đi. Đây này em cầm cái này lấy móc lên. Để lên 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 móc. Không để anh móc lên nó cao lên. Móc nó cao lên. À, thế này có đẹp hơn không? Cần gì phải vớ. Chưa. Đấy, thế mới đủ nắng. Đây sau này nếu thích cầm anh quay cái chậu này giữ đi thôi. Này nó đẹp rồi. Này tối vẫn tối nhỉ. Vẫn là chìm. Cái này nó tối. Không, bên này em phải đứng sang này. Em đứng ở chiều ngược sáng thì làm sao? Cái này là vừa rồi em ạ. Được chưa? Đẹp nhỉ, chế đấy. Ui, dây không tin này. Đấy, cho ra đây. Đấy, đấy, cho ra này. Ui, dây không tin này, đẳng cấp luôn anh em ạ. Đây. Anh lấy cái ghế kia. Phê, anh em ơi. Thật sự là nó quá đẹp luôn. Đây, để buộc này. Nó quá đẹp luôn anh em ạ. Nó đẹp một cách kinh khủng luôn anh em ạ. Đây, nó đẹp này. Ôi, xời ơi, nó đẹp này anh em ạ. Nó phê. Thời điểm này mà ngắm một cái dây không tin này nó quá đẳng cấp. Thời điểm này anh em mà ngắm một cái dây không tên này nó quá vĩ mãn luôn anh em ạ. Em chào Sơn Khu nha, chào Hi Hoàng nha. Thời điểm này mà anh em ngắm một dây không tên này nó quá là phê luôn anh em ạ, đẳng cấp. Thì đấy cứ cả nhà mình chụp mà, tất cả nhà mình cùng chụp. Ôi giời ơi, đẹp anh em ạ, nó phê siêu phẩm luôn, siêu phẩm anh em ạ, nó siêu phẩm không tên luôn, đẳng cấp, nó kinh khủng luôn, đúng là không tên. Ok Hi Hoàng nha, nó đẳng cấp luôn anh em ạ. Rồi. Đẳng cấp luôn. Ui giời không tên này anh em này. Ui giời ơi, mời anh em cả nước cùng ngắm không tên nhá. Này, chậu không tên phê luôn anh em ạ. Chậu không tên nhá. Đẳng cấp luôn. Thời điểm này anh em là còn lấy, thấy chưa? Vẫn nhân kỳ nhá. Như thời điểm này là một chậu được một chậu tác phẩm không tên này thì thật sự luôn nó quá đẳng cấp luôn. Để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng vì nó đẹp. Anh em ngắm ngoài nó đẹp hơn anh em ạ. Ngắm nó phê đẳng cấp số 1. Đúng là tuyệt vời luôn ạ. Em trai anh Hùng nhá. Ok nhá. Anh em ngắm đây đẳng cấp ạ, phê rồi. Chào 36 người nhá. Chào 36 người đang ngắm không tên rất là phê. Ôi xôi ôi, anh em chia sẻ đây. Chia sẻ mạnh tay lên cho cả nước cùng ngắm đây. Ôi ôi. À na, lấy cái sạc cho anh mượn cái sạc phát.
iPhone không? Chắc iPhone. Chắc iPhone không? Không có, ở trên nhà vợ em. Hả? Vợ em mới có sạc. Vợ em có sạc à? Vợ em ở trên quán. Thế ở quê không có à? Ăn cơm à? Ôi trời ơi chú ơi. Vâng vâng, cho biết là có sức lại để ngắm. Ôi ôi không tên này anh em ơi. Phê lòi luôn, sắp hết pin rồi anh em ơi. Máy sắp hết pin rồi đâu. Làm mấy mâm. Làm mấy mâm đấy. Từ từ. Đây anh em ơi, phê không? Làm mấy mâm đây anh em ạ. Đây là anh em nhìn nhá. Có đẳng cấp luôn. Đẳng cấp luôn anh em. Chào mọi người nhá. Xin chào. Đây này. Đấy bây giờ cả nhà ơi. Bây giờ là anh em chuẩn bị đi chén anh em ạ. Đấy. Hôm nay mà còn nắng thế này để cho nên vừa ăn vừa ngắm nó sướng nhỉ. Vừa ăn vừa ngắm nhỉ. Này. Chào tất cả nhà nhé, phê quá cả nhà ơi. Đấy. Đấy. Không ai mà không uống bia thì uống được, chính uống ấy, chính đi lái xe. Chính hôm nay chính. Vâng, chính hôm nay ạ. Ôi giời tuyệt vời lắm, hôm nay cảm ơn chú Hải nhá. Chú Hải đã để một cái dây không tên này cho tất cả anh em cả nước Việt Nam cùng ngắm cái chợ không tên này. Chú quá đẳng cấp luôn. Hiện giờ là chú đang đẳng cấp nhất Việt Nam đấy, chú Hải ở Vĩnh Phúc. 10 tỷ đấy. Vâng, 10 tỷ đấy anh em nhá. 10 tỷ giả không bán đấy nhá. Để chú để ngắm hoa cho anh em ngắm hoa đấy, chú phải cho anh em phải đây, anh em phải là cảm ơn chú Hải. Vâng, anh em phải cảm ơn chú Hải nhá. Chú Hải cho anh em cả nước ngắm một chậu không tên này đẳng cấp. Thời điểm này chưa có ai một dây không tên như này. Mà chú Hải chú cho cả nước ngắm một dây không tên này đẳng cấp luôn. Nó quá phê luôn. Hả? À, chụp vào đâu? Cho xuống thấp một tí. Đúng không? Cho một chụp. Chú chuối đấy, ui, đang chính tắt lại chim gái mà chúng thọ lên bi luận. vừa nãy anh em nhảy hết sang chí xem. Anh em lên đi, ôi trời đẹp không? Đấy, kiếm cái móc 39 người rồi, 40 người rồi, lên rồi. Vừa đã lên được 6-70 người cơ, chính là cái là tụt. Bây giờ chính nghỉ rồi lại lên. Ok anh em nhá, phê không anh em? Tú anh tốt. Tú tâm huyết hết đấy, nhiều người tâm huyết mà, nhiều người rất là thích. Đấy. Tiền nong người ta không quan trọng đâu cả nhà, quan trọng nhất là cái đam mê. Đấy, tiền nong chỉ là một phần vấn đề thôi. Chả. Thấp xuống một tí nó ngang ngược người ấy thì đúng là đúng là cái tác phẩm này vô giá. Ờ, cái lúc thời điểm đắt cái chậu này giả nuôi mua từ lúc đắt mà. Đặng Trung ơi. Đặng Trung ơi, phép cái gì đâu? Ai ta phép làm cái gì? Chậu này mua từ lúc đắt đấy. Đây cho mọi người không phải mua từ lúc rẻ đâu. Cái lúc đắt người ta giả không bán đấy nhá, không phải là bây giờ đâu. Câu chuyện mình không nên không đối chất với những người mà chưa hiểu. Ừ, thế bây giờ là thôi. Cái Facebook này là cứ phét thì thôi mà nếu mà anh là cảm giác mà nó phét em nó phét thì anh ra ngoài ôi, anh xem đâu đẹp. Ờ, lúc mới đắt đấy, giả đấy, lúc mới đắt đấy, không phải đơn giản đâu mà bây không biết chụp mà bây giờ để cho anh em ngắm hoa mỗi một sen này là một tỷ ba, mỗi một sen này đấy, lúc mấy đã đắt giả anh em không ngắm đấy, em không bán đấy, để cho anh em ngắm. Nó to như này rồi, lên kẻ cái nồi lên đây. Đâu? Đây, chụp ảnh. Đứng vào đây, em đứng. Chấp gì nói anh à? Ờ ok, Quang Phạm nhá. Anh chụp đi. Đâu các chú vào đây. Tất cả các bác vào, các bác làm cái ảnh đi các bác ơi. Nhà mình đâu rồi, làm cái ảnh nhá. Đấy. Đây cháu nữa. Đây chung đứng. Vâng, đây ạ. Bỏ lên. Ôi em gái đâu mà có chụp không? Đâu rồi? Và kiểu chưa, đây chưa. Quay này là đúng cho nó ra nắng một tí. Đâu ơi? Đẹp rồi. Đẹp rồi. Hạt đi bạn. Đâu rồi? 42 người ui đẹp quá anh em ạ. Hải vào chụp đi. À gì đẹp. Phì lắm. Bạn kia vào chụp đi cho nó. Ấy. Chị Thông Nguyễn ơi. Chị Thông Nguyễn ơi. Đây cho cái cảnh hòa nó quay ra ngoài nắng. Ơ chạy đâu nhỉ? Hay là đó này không? Chỉ những người yêu mới biết đúng rồi, Hy Hoàng ơi, chuẩn đấy. Cái đấy chụp ảnh. Chụp ảnh á, thế sao đi máy nào? Ơ lại phải vẽ em thế. Cái gì vẽ? Bình thường thôi. Ui dồi đẹp lắm anh em ạ, không tên đấy. Đúng là đẳng cấp số 1. Chú Hải chú này, từ thời điểm này chú để cho anh em ngắm một chậu không tên này, dàn này quá đẳng cấp luôn. Để chú này chú đội mua nhá, chú Hải, chú trăm cây đỉnh luôn cả nhà. Đấy. Đấy, quá đẹp luôn, phê thật.
nó phê là nó phê thật là số, nó là nó đẹp thật, công nhận. Anh em ngắm ngoài nó mới biết là đẹp như nào, ngoài đẹp như nào, nó đẹp một cách dã man luôn anh em ạ, nó đẹp kinh khủng luôn. Được rồi, đấy, thế là nó đấy, quay dần thế... lắm. Khủng luôn anh em ạ. Thật sự luôn là nó quá lưu luyến, lưu luyến những người chơi làn. Thật sự luôn là... Rồi, anh nhảy vào đây. Em ơi, chụp anh kiểu ảnh. Quá phê luôn. Anh Phú, Thanh Hải chụp ảnh thì ok em trai, ok, cảm ơn mọi người. Nào, xong chưa để cả nhà chụp nào. Ờ. Vâng. Chụp ngang đi, chụp cả nhà đi, cả nhà mình ơi, chú Hải vào đứng đi, chú Hải ơi. Không, đừng đứng dọc á, em chụp nhiều rồi. Chú đứng xa ra tí. Đây, vào đây ngắm này, ui dồi ôi, này. Cả nhà mình đâu rồi? Chụp trước kiểu nào? Ừ. Ôi, đấy chụp ạ. Ừ, lấy tí chọn, tí chọn. Chuyển lung tung đi. Rồi. Quá phê luôn. Rồi, còn mặt Thơm nữa, bà Thơm Nguyễn mà đang thay váy đấy. Bà Thơm Nguyễn mà đang thay váy. Đấy. Hai tay không. Đây, chụp 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 riêng anh một kiểu á. 10 tỷ. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Nào, Dung ơi, đặt tí nó gửi đâu, anh lại phải gửi cho chú. Được chưa? Tiếp cận này đâu. Quá đẹp luôn, phê thật. 1, 2, 3. Bỏ mũ ra cả nó. Cảm ơn cả nhà nhá. Rất là đẹp luôn cả nhà. Thật sự luôn là nó phê lắm anh em ạ. Chào 44 người nhá. Cảm ơn tất cả anh em. Được chưa? Đấy, rất là đông luôn. Đấy, bắt đầu anh em lại đi ăn uống. Đấy. Đấy, rất hai mầm gốc của anh em mà, phê không? Cây rất là phê rồi, hai mầm gốc rồi. Rất là phê rồi. Quả ảnh chất lượng. Chất lượng nhỉ? Quả ảnh chất lượng ấy. Quả ảnh chất lượng luôn, đẳng cấp luôn, số 1. Kinh khủng luôn. Chậu không tên, quá đẳng cấp luôn. Chậu không tên, quá đẳng cấp luôn anh em ạ. Từ sáng anh lên đây xong về ướp mùi hoa. Lúc nào ngửi thấy trong người nó thơm lắm anh ạ, kinh khủng luôn. Mùi hoa của nó, mùi hoa nó kinh khủng luôn. Thơm anh lên đêm sáng lên trên kia xong mới anh em ngắm xong rồi về xong ở nhà ngồi chơi thì lúc nào cứ thoảng mùi hoa hương rồi nực mũi luôn. Xong rồi anh bảo tại sao nó ướp mũi mình nhỉ, xong rồi anh bắt đầu anh lấy áo ngửi anh bảo nó ướp tất cả trong quần áo á. Nó thơm mà anh thấy thơm không, mức độ nó ủ trong quần áo, nó nức mũi luôn anh em ạ. Thực sự luôn là nó quá tuyệt vời luôn, một chậu không tin này. Ai giả chậu của tiền là nó nước mũi rồi anh em. Thơm cách ra bàn. Lại sốt. 42 người. Ok cả nhà nhé. Mời anh em cả nước ngắm hoa được chưa? Anh em thấy phê chưa? Chậu không tên này cho anh em cả nước ngắm. Mời anh em cả nước ngắm này. Tất cả mời anh em Việt Kiều, Kiều đồng bào của anh em cả nước nhé. Trong nước và ngoài nước ngắm chậu không tên này nhá. Chú Thọ đang truyền hình live trực tiếp ở tại Vĩnh Phúc. Đấy. Vừa live là chú Hải. Nó phê. Hả? Nó phê, nó phê, nó phê thế nhỉ? Ui dồi ôi, nó phê này. Để cho ngắm không tên này cho nó thích hơn. Đây, cả nhà ơi. Vâng, ok ạ. Đấy, cả nhà đang ăn cơm cả nhà. Vâng, 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 ôi dồi ôi, phê. Mẩn mê tiếng hồ. Chụp rồi, chị ơi, tí chụp lại đi. Tí nữa chị Giàn đã, tí nữa chụp. Tí nữa chụp, thế em, đây chú lại chụp cháu mấy chị kiểu. Gọi đâu, chụp cháu với chị kiểu người đẹp. Đấy, chú Hải. Chụp phải Trung ơi, Trung. Hả? Không, Trung chụp. Không. Chúng, chú Hải chụp đẹp lắm. Không, không chụp ai? Trung ơi. Chú Hải chụp đẹp mà. Ai biết chụp cái đẹp không chụp xấu. Chú Hải chụp đẹp, ảnh đẹp lắm. Ừ, chú ấy đấy. Cháu nó biết chú ơi. Cả nhà nhìn nó phê không? Ôi, phê dã man luôn cả nhà. Người đẹp hoa nó cũng đẹp. Đúng, người đẹp họa đẹp anh em ạ. Đấy. Người đẹp họa đẹp chứ. Chị đứng lên xem mà, chị cứ phải đi chạy đâu. Người đẹp thì lên vào hoa nó mới đẹp. Đẹp. Mà không ăn anh em ạ. Phì lắm anh em ạ. Trung ơi. Phì lắm anh em ạ. Đấy, chú Hải chụp đẹp lắm. Ừ, đẹp lắm, chú Hải chụp đẹp lắm.
nào. Đẹp mới được đăng nha. Ừ, rồi đây này, chị đứng đây. Anh đưa cho em đẹp. Đéo chụp đứng nào. Đứng. Chụp vào đây này, vào hoa cơ mà. Em thấp hơn chị, được rồi, đây. Thấp hơn phải chấp nhận. Được nào, chị em nhìn đi về ảnh đi. Đó. Được chưa? Đây, được chưa? Tay em đưa lên cái bông hoa đi. Đưa một tay lên bông hoa. Đây, quay cho mình ra xem được chưa? Tay cầm cái điện thoại em đưa một bông. Thôi thôi. Đây, chụp này về. Được rồi, đây, được rồi. Chào. Chụp anh đẹp lắm. Anh cứ chụp nhánh nhiều vào. Đấy, đấy cho chị Hà chị chụp đi. Đẹp kinh khủng luôn, làm quả hành nề nè. Em đứng trước cái bông hoa đi. Phê loi luôn phải nhỉ. Em đứng trước cái hoa này. Đẹp từ thế này cơ mà, trường trường gì. Tại vì nó đang vướng cái que. Đẹp từ thế này trường trường gì. Đẹp. Nức người luôn, nức người. Chào 40 người nha. Rất là phê rồi nhỉ. Nó cực đẹp luôn. Đẹp phê kỹ cũng rồi. Xong chưa? Nên thay đổi một tư thế khác đi. Đấy, tí tạo dáng ảnh nhá. Cả người, cả hoa, cả người, cả hoa đẹp mà. Em đứng ở giữa này. Đẹp em rồi. Nhìn vào đây em ngửi. Đúng rồi. Phê lắm. Không đâu. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi chị, chụp mấy kiểu đẹp đây vào. Tiện thể chụp đi. Đó. Ờ, chung chụp đi. Đấy. Rồi. Đây chụp chụp hai hai chị em đứng. Chụp hai chị em gái. Đứng đây sao sao. Thấy chưa? Thấy chưa? Thế này. Cháu chụp làm sao được cả dáng chân nữa nhé. Rồi. Tắt tắt lên xin. Đó. Đứng ở phía này. Ở phía này á? Đấy đúng rồi. Đúng bên kia cô đứng bên kia. Đó, thế này á? Thế này á? Cô đứng ở góc này nó mặt ở đây. Chụp này được cả dáng người, không nguyên cái chân ngắn xấu lắm. Đấy, người ta bị chụp được tạo dáng lên thì chân nó mới đẹp. Thế. Nó phải được cái dáng. Nhìn vào hoa này, đẹp hơn chị ạ. Thôi, mời lại đi, đừng chị lại đi. Chị sợ người khác chụp nó xấu, đăng lên xấu. Nào, nhìn vào hoa này. Chụp cả người một hai kiểu thôi. Xem đẹp. Chị chụp riêng của chị đi. Nguyễn Thúy. Thôi nhá, chào anh em nhá, xuống lại nhá. Cái này xấu, cái nào xấu xóa luôn. Chụp lại đi. Cái nào xấu xóa luôn. Cháu lấy là làm sao thẳng được cái chân người này, người nó mới cao mới đẹp này. Cháu ngồi xuống. Làm mì là không ăn cơm. Đúng rồi, chụp về. Chụp, cháu đưa làm sao thẳng người, nghiêng người này này thì người nó không to. Ừ, được chưa? Một, hai, ba. Đâu xem đẹp chưa? Cái là xấu quá bỏ đi. Thôi nha, chào cả nhà nha, bye bye nha. Xấu nha. Bye bye.